bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Những thực phẩm thường bị lầm tưởng là thực phẩm ăn chay. Đừng vội khoe khoang về chế độ ăn chay của mình, vì có thể bạn không chay đến thế. Dưới đây là một số thực phẩm dễ bị lầm tưởng là đồ ăn chay. Bất ngờ chưa, cái thứ một là khoai tây chiên. Bạn nên kiểm tra kỹ thành phần ghi trên bao bì khoai tây chiên để phân biệt giữa loại thường và loại dành cho người ăn chay. Một số loại khoai tây chiên sử dụng enzyme từ thịt lợn hoặc sử dụng mỡ gà. Thứ hai là bia. Hầu hết các loại bia đều không hoàn toàn chay. Một số loại bia sử dụng bóng cá để loại bỏ những chất thải trong quá trình ủ bia. Tuy nhiên, các hãng bia thường không đưa bóng cá vào danh sách nguyên liệu trên bao bì. Giới luật bỏ bia rượu rồi nên bạn nào tu theo Phật thoát nè. Thứ ba là nước cam ép. Các sản phẩm nước cam được quảng cáo là tốt cho tim mạch vì các nhà sản xuất thêm vào đó omega âm 3 từ một số loại cá. Một số hãng sử dụng vitamin D từ nhau thai cừu. Ai ăn thực dưỡng cũng không ảnh hưởng gì. Thứ bốn là cơm Tây Ban Nha. Các món Mexico là những thực phẩm tuyệt vời cho người ăn chay. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng với cơm Tây Ban Nha nấu theo kiểu Mexico, vì cơm Tây Ban Nha thường được chuẩn bị với nước gà. Ở Việt Nam không dính. Thứ năm là kẹo dẻo. Hầu hết các loại kẹo dẻo đều chứa gelatin, một loại protein lấy từ các mô động vật như xương và da. Tuy nhiên, vẫn có một số loại kẹo dẻo dành cho người ăn chay hoàn toàn. Ai ăn thực dưỡng cũng không ảnh hưởng gì. Thứ sáu là bánh phô mai. Nhiều nhà sản xuất sử dụng phô mai chứa gelatin, một loại protein động vật, hoặc sử dụng trứng gia cầm. Vì vậy, cách tốt nhất dành cho người ăn chay là tự mình làm bánh. Ai ăn thực dưỡng cũng không ảnh hưởng gì. Thứ bảy là các loại mì. Mì gói hay mì hộp thường chứa thịt và thường đường được chế biến bằng nước gà. Vì nước gà là một nguyên liệu rẻ và dễ làm hơn là các gia vị nhân tạo. Sẹt, ai ăn thực dưỡng cũng không ảnh hưởng gì. Bạn nào đã phát tâm ăn chay thì cố gắng theo thực dưỡng để có một niềm vui trọn vẹn. Ha ha ha, 问什么的说